10 sự thật rùng mình về loài rết. Rết sống ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, nhưng đa số chúng ta đều không biết rõ về sinh vật nhỏ bé và đáng sợ này. 1. Tên tiếng Anh của rết là centipede, có nghĩa là loài vật có 100 chân, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Tùy theo loài mà số lượng chân khác nhau, có loài 15 cặp chân, có loài đến 171 cặp. 2. Loài rết lớn nhất thế giới được biết tới có tên khoa học là Scolopendra giganti với độ dài trung bình vào khoảng 26cm và có thể phát triển tới hơn 42cm. 3. Rết có thể sống tới 5 năm. So với hầu hết động vật thân đốt, rết có nhiều giai đoạn lột da và phát triển qua từng giai đoạn cuộc đời. 4. Rết có thể tái tạo những đôi chân bị mất. Nếu bạn thấy một con rết có vài chân ngắn hơn những con khác, có thể nó đang trong quá trình phục hồi từ một cuộc tấn công của loài săn mồi. 5. Mặc dù rết có các mắt đơn tập trung tại phần đầu tạo thành mắt kép, nhưng chúng không thể phân biệt được hình dạng đối phương hoặc sinh vật xung quanh. Chúng chỉ có khả năng cảm nhận được sáng và tối. 6. Rết là những người mẹ tốt. Sau khi sinh sản, chúng sẽ đặt khối trứng vào trong hố dưới lòng đất. Sau đó, sẽ bọc cơ thể của mình quanh trứng cho đến khi nở, để bảo vệ rết con từ những tác động bên ngoài. 7. Có một quy tắc bất di bất dịch, đó là số cặp chân của rết luôn là số lẻ. Số chân của rết cũng không hề ổn định, bởi nó phụ thuộc vào biến cố cuộc đời. 8. Rết dễ bị mất nước. Động vật chân đốt thường có lớp sát trên lớp biểu bì để giúp ngăn ngừa mất nước, nhưng rết không có lớp chống thấm này. Hầu hết rết sống trong môi trường ẩm, như dưới tán lá hoặc trong gỗ thối giữa. 9. Rết thuộc loài sinh sản đơn tính, không cần bất kỳ sự giao phối trực tiếp giữa con đực và con cái. Những chú rết được thả bao tinh của mình, để rồi các con rết cái tự nhặt lấy và sinh con. 10. Rết là một tay thợ săn chuyên nghiệp. Thức ăn của chúng bao gồm cả rết con, thằn lằn, tắc kè, ếch, chim, động vật gặm nhấm, côn trùng, nhện và thậm chí cả rơi.